Hả? Tự nhiên ba em ngất xỉu à? Em muốn biết tại sao đó bác sĩ. Bác ngất xỉu lâu chưa? Cách đây nửa tiếng rồi. Thì ra là anh đó hả? Thôi thôi, đẩy bác vô trong đó nhanh lên. Ba, tất cả mọi người lại. Ba, con cần gì vậy ba? Nè, họ. Họ, em quen bác sĩ đó hả? Em biết chút chút à. Sơn, vô đây con. Dạ. Nè, bà bệnh có chuyện gì mà sao bà cứ đi ra đi vô hoài vậy? Dạ, bác cầu ngất xỉu cho nên cả nhà đưa vô bệnh viện rồi. Cái gì? Ông ngất xỉu hả? Dạ. Bây giờ nằm bệnh viện luôn rồi hả? Dạ. Trời ơi. Sao mắc cười vậy? Quá. Hả? Sao mắc cười? Thì mắc cười về cái chuyện đó đó. Má cười trên nỗi đau của người ta mới thấy thoải mái hả? Trời ơi, như vậy má mới thoải mái đó con à. Con không biết gì hết trơn bởi vì cái thằng này nó khờ ghê luôn á. Bây giờ á, má hỏi con nè. Ổng ngất xỉu rồi, ổng nằm trong bệnh viện, coi như ổng bệnh rồi đúng không? Thì có nghĩa là cái quán bún ở bên đó sẽ đóng cửa. Mà nếu như đóng cửa thì con nghĩ xem, nguyên một cái khu phố này nè, nguyên một cái con đường này nè, là chỉ có hai cái quán này với quán đó thôi. Mà bên đó đóng cửa rồi là khách ở bên đó dồn hết qua bên mình. Con hiểu không? Trời ơi, mới nghĩ tới thôi là má sung sướng. Trời ơi, kỳ này là má bán mệt nghỉ luôn đó, con hiểu không hả? Má nói chuyện giống như mấy bà phù thủy vậy á. Ê, sao mày nói má phù thủy là sao? Nè, má cho con biết nha, so với thằng cha đó đó, má là thiên thần có cánh đó nghe con. Đúng rồi, má là thiên thần. Má có cánh, má biết bay. Nhưng mà má bay trên cây chổi á. Nè, cái thằng này không nói chuyện với mày nữa. Vô duyên à. Chết rồi, vậy là không được rồi. Vậy là chiều nay á, là má phải mua thêm bún nè, thêm rau nè, thêm giá, thêm hành nè. Không được. Vậy là phải chiều nay á, là má phải mua thêm 10-15 ký bún nữa mới đủ đó con. Con dạ. coi như đây bàn đủ không vậy? Không ấy mình xếp thêm ra khoảng 4-5 bộ nữa ở ngoài kia kìa, xếp ra ngoài lề đường luôn. Trời cho ơi, người ta ngồi. Có khách đâu mà xếp thêm gì má? Trời con điên quá à, từ khách người ta vô. Mai ở bên kia người ta đóng cửa rồi. Mệt con ghê. Mai mốt mà khách vô là phục vụ không kịp đi nè. Má đang lo đây nè. Giờ sao ta? Vậy là phải mướn thêm nhân viên rồi con ơi. Ở bên kia năm đứa con gái, vậy là mình ở bên này mình hai rồi phải không? Vậy là mình phải mướn thêm 3 đứa nhân viên nữa bưng bê. Trời ơi, nhân viên bưng bê là mình phải mướn thêm 4 đứa rửa chén nữa. Chết cha, quên má, quên cái vụ mà giữ xe nữa đây nè. Khách khứa đông như vậy ai mà quản xe được đúng không? Má ơi, khó tài má luôn. Không, má nói đúng đó, má tính vậy là đúng rồi, là phải mướn thêm 3 người giữ xe canh xe cho khách nữa. Chà, căng dữ à nha. Nhưng mà đông như vậy người ta sẽ vô nhiều đúng không? Vô nhiều mình tăng giá được mà. Người ta tranh nhau người ta ăn mà. Để coi 25 ngàn mình tăng lên 40 được không ta? Không, 40 nhiều khi người ta không dám vô. 30 đi. 30 được rồi. 30 là lời quá rồi còn cái gì nữa. Ba tôi sao rồi? Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh gì mà bình tĩnh? Ba tôi sao rồi? Đúng rồi, ba tôi sao? Các cô bình tĩnh lại, các cô bình tĩnh lại. Thật ra ba của cô đã tỉnh lại rồi. Tỉnh rồi rồi, ba tỉnh lại rồi kìa. Nhưng mà sao? Tháng đón á, thì ba có cái cô bị suy thận. Hả? Suy thận? Anh nói cái gì vậy? Ba các cô á bị suy thận cấp độ 3. Nhưng mà nếu chúng ta chạy thận 1 tuần 2 lần thì sẽ không có vấn đề gì cả. Các cô hãy bình tĩnh. Ủa anh có làm không? Suy thận cấp độ 3 hả? 1 tuần chạy thận 2 lần. Đúng vậy. Nè, anh có bị điên hả? Sao ba tôi lại suy thận? Từ trước đến giờ ba tôi đâu có biểu hiện gì đâu. Trước khi xảy ra một số cái triệu chứng nghiêm trọng á thì bệnh nhân thường bị đau ngực,
khó thở, đi tiểu nhiều, ngất xỉu. Nhưng mà có một số trường hợp á là bệnh nhân không hề có triệu chứng gì cả. Nè, anh biết làm bác sĩ không vậy? Không có triệu chứng mà anh nói ba tôi bị suy thận. Nhưng chắc chắn là ba tôi không phải suy thận. Nè, anh đừng có tưởng tôi ngu nha. Chắc chắn là ba tôi không phải suy thận, tại vì ba tôi không có những biểu hiện đó. Nè, đúng rồi bác sĩ, em tôi nói đúng đó. Nếu như mà ba tôi bị bệnh nặng như vậy thì tại sao ở nhà không có ai phát hiện ra ba tôi bị biểu hiện lạ gì hết trơn á? Đúng rồi. Thật ra thì bệnh thận có khả năng điều chỉnh các vấn đề trong chức năng của nó. Đó là lý do tại sao á bệnh nhân thận sẽ không có triệu chứng gì cả trong một thời gian dài, cho đến khi các chức năng của nó sẽ không còn thực hiện được nữa. Thôi mấy chị, đừng nghe hắn nói nhảm nữa. Bây giờ mình đi kiếm bác sĩ khác khám cho ba. Đi. Được, nếu cô dư tiền á thì cứ đưa bác đi khám. Nhưng mà tôi báo trước nha, kết quả cũng vậy thôi. Sao rồi? Sao ngoài nói gì vậy? Chị đã hỏi kỹ rồi, anh ta là bác sĩ giỏi nhất khoa thận đó. Kết quả xét nghiệm là đúng rồi. Thật ra thì mỗi tối á, thường thấy ba đi tiểu, mà buổi sáng thì than đau ngực. Lúc mà nhà mình mở tiệc á, ba cứ hay ôm thắt lưng vậy nè, rồi đi ra vô cái toilet hoài luôn. À, thôi ngồi xuống đi rồi nghỉ canh. Tài, đừng có khóc nữa em. Chị nghĩ chuyện quan trọng nhất bây giờ á là phải lo chữa trị cho ba. Chị có ít tiền để dành, nhưng mà đủ chạy thận trong vòng một tháng mà. Nói chung là mình phải lo cho ba trước đã, còn tiền bạc sẽ cùng nhau kiếm. Nè, còn một chuyện nữa, chị muốn mấy đứa giữ bí mật, không cho ba biết chuyện này. Chị lo là ba sẽ bị sốc đó. Nói ba nghe đi. Không biết gì mà ba. Tụi nó không có nói con là ba bị bệnh gì hả? Nói ba nghe. Nói đi, mai mốt mỗi ngày ba cho 15 ngàn đi học. 20. 25. 30, 35, 40 luôn. Ba cho con 100 ngàn cũng không nói đâu, ba đừng có dụ con. Còn với cái, tưởng không nói là ba không điều tra ra được hả? Ba làm được hết á. Y tá ơi, y tá, bác sĩ ơi. Trời ơi, bệnh viện hay cái chùa mà kêu không ai xuất hiện vậy trời. Không lẽ bệnh viện này dành cho người câm? Không lẽ mình bị câm? Không có đâu, nãy giờ mình đói quá trời mà. Chị ơi chị, nãy giờ chị nghe tôi nói không vậy chị? Chị ơi. Anh đứng lại đó. Anh giải thích đi. Còn không á, tôi kêu bác sĩ khác khám đó. Tôi á, phải nói với cô biết bao nhiêu lần nữa cô mới hiểu hả? Bệnh của ba cô không phải muốn chữa là khỏi ha. Nhưng bây giờ tôi muốn anh kiểm tra lại một lần nữa. Kết quả đã rành rành ở đó, cô cũng muốn tôi kiểm tra cái gì nữa? Đúng là gì? Thì người khôn nói với người ngu bực mình chứ gì. Nè, anh chửi tôi ngu quá hả? Thôi, tôi không nói chuyện với cô nữa. Cô muốn á thì đem ba cô qua bệnh viện khác mà khám ha. Nè, anh là bác sĩ nha. Thôi được rồi, tôi sẽ báo giám đốc của bệnh viện này. Chứ bây giờ ý cô muốn cái gì? Tôi khám thì cô không tin. Anh đúng là bác sĩ giỡn. Bác sĩ giỡn. Gì con? Sao nói người ta là bác sĩ giỡn vậy? Là hắn đó ba. Hắn là bác sĩ giỡn á. Tự nhiên hắn nói ba là suy thận, trong khi đó ba không có một cái triệu chứng gì hết đó. Ba bị suy thận hả? Ba đừng có rầu rĩ nữa. Có bác sĩ điều trị sẽ khỏi thôi à. Đúng rồi ba ở đây đi, bác sĩ đi đẹp trai quá trời. Ngon nè. Có ý con là bác sĩ đẹp trai mà còn giỏi nữa ba. Thôi cho ba về nhà đi, ba không muốn ở đây.
Con nghĩ đi, nằm ở đây một ngày biết bao nhiêu tiền. Tiền viện phí, tiền ăn, tiền uống, tiền thuốc men, tiền điện, tiền nước ở nhà. Không, chi phí ở nhà nữa. Đó, nằm đây rồi tụi con sao lo cho ba nổi. Không lo nổi, tụi con cũng phải lo nổi nữa. Cái điều quan trọng nhất là ba yên tâm nằm đây dưỡng thương thôi. Không có lo lắng cái gì nữa hết á. Ba muốn đi về nhà. Thôi bây ba giờ muốn bán bún. Không nói nhiều. Ba muốn bán bún. Rồi, ba muốn bán bún phải không? Ba nằm đây. Chừng nào mà bác sĩ trị cho ba xong, con sẽ cho ba xuất viện bán bún. Còn bây giờ thì ngoan ngoãn nằm đây ha. Tài, ở đây canh ba nghe chưa? Thôi em phải về đi hảo. Bữa nay chủ nhật học hành gì? Vậy sao chị không canh ba đi? Bây giờ chị đi mua cháo cho ba. Mày đứng đây canh chừng ba cẩn thận. Có chuyện gì là tao lóc thịt mày đó nghe chưa? Nghe chưa? Ba, con đi mua cháo ha. Ba ngoan nằm đây ha. Tại về đi học đi con. Thôi hôm nay chủ nhật mà ba. Ở đây đọc chuyện. Ủa vô rồi hả? Ủa chị ở đây rồi à, ai coi ba? Ông Tài. Con Tài. Ủa sao vậy? Chị dặn nó coi ba cẩn thận rồi. Chết cha, chị vô đúng chán rồi. Dây bệnh viện, chặn tất cả các lối ra vào. Không cho ba trốn thoát, nghe chưa? Tụi bay coi tao cũng như là tù nhân vậy đó ha. Đứng canh hả? Hả? Thứ nuôi ông tài áo, nuôi mấy đứa bay lớn lên vậy đó ha. Rồi giờ đói. Chị nói làm sao chứ? Em thấy bác sĩ Tân nhìn đàng hoàng chứ bộ. Mà chị biết không, nguyên cái bệnh viện này nha, tất cả các y tá đều coi bác sĩ Tân như là thần tượng luôn. Thần tượng? Chẳng qua là mọi người chưa biết cái tật xấu của chả thôi á. Chị biết hả? Không, nhưng mà chị sẽ tìm ra cho bạn được. Ủa con có biết bác sĩ đâu vậy? Không biết nữa, chắc là bác sĩ mới về đó. Bác Cầu, phòng 402. Ủa có bác Cầu ở phòng không? Anh nói gì? Chẳng lái, chẳng lái, chẳng lái. Ba thú rồi. Mẹ, đồ đạc của mẹ con xếp hết dưới đây rồi. Mẹ còn cần gì nữa không? Chắc là đủ rồi con. Dạ, vậy mẹ nằm đây đi. Để con đi làm giấy xuất viện cho mẹ nha. Con đỡ mẹ đi vệ sinh. À, dạ. Từ từ nha mẹ. Từ từ thôi mẹ. Cháu gà ác nhân xong đây. Bà, ăn bà mất tiểu. Dẫn mất tiểu.
Dạ. Sao mắc quại vậy ba? Ba bị suy thận mà. Trời ơi biết rồi. Thôi con đây đi, để ba đi. Con tài nữa, tối là chuyển với tranh hoài à. Đọc xong nó trả lại nha. Trong toilet này có cái cô kia rồi. Để ba đi toilet công cộng. Từ từ thôi nha mẹ. Con lấy bộ đồ cho mẹ thay. Dạ. Ủa, hồi nãy đồ con xếp ở đây mà. Tài, ba đâu? Ủa gì kia? Thôi đi toilet đi chị Lộc rồi. Đồ để đây mà. Ê, anh tìm cho kỹ đi nha, nãy giờ có mình tôi nằm đây thôi đó. Không. Trời, tiêu rồi Tài ơi. Dạ. Toilet nam mà chị. Làm gì vậy? Ba trốn rồi. Đuổi theo cái bà hồi nãy đó. Thấy ba tụi bay lợi hại chưa? Đố ai mà nhận ra. Chào chị. Dạ chào anh. Nè chị, dừng lại. Chị đang làm gì ở đây vậy? Dạ, xuất diện. Xuất diện kiểu gì kỳ vậy? Người thân bệnh nhân phòng 402 đến hết rồi anh. 402 đến mấy người? Dạ 5 người. Vậy em cho họ vào nha anh. Không, cho một người vào thôi. Người nào cũng được hết á. Nhưng mà cô tránh cái cô mà mỏ nhọn nhọn, nghe chưa? Dạ em biết rồi. Dạ, chào bác sĩ. Chào cô. Dạ. Dạ, chắc ai đó đi đụng trúng cửa. Dạ. Tình hình của ba tôi sao rồi bác sĩ? Theo kết quả xét nghiệm á, thì bác Cầu bị suy thận cấp độ 3. Bây giờ á, là cần phải điều trị ngay. Thận á, là một cái cơ quan rất là quan trọng. Trong đó, cái chức năng quan trọng nhất á, là bài tiết. Mà nếu cái chức năng này á, nó có vấn đề á, thì cơ thể sẽ tích tụ rất là nhiều độc tố. Nó sẽ gây ra nhiều cái căn bệnh như là suy tim, rồi huyết áp, rồi viêm loét dạ dày, vân vân. Mà tôi nghĩ bây giờ á, nếu bác Cầu không hợp tác điều trị á, thì bệnh tình ngày càng nghiêm trọng hơn đó. Dạ tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục ba tôi chạy chữa. Trước mắt bây giờ á, là phải chạy thận 2 lần trên 1 tuần. Nhưng mà chạy tới chừng nào mới xong lận bác sĩ? Thì có lẽ là phải chạy đến khi nào có thận để ghép. Có nghĩa là nếu như mà ba tôi không ghép thận á, thì ba tôi phải chạy thận 1 tuần 2 lần cho tới suốt đời luôn hả? Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ á, mà nếu để bệnh tình nghiêm trọng hơn đến cấp độ 4 á, là phải chạy thận 3 lần trên 1 tuần. Em thấy ba cố chấp quá à. Chị cũng bó tay hết cách rồi đó. Giờ không biết làm cách nào để cho ba chịu chữa bệnh nữa. Cho em hỏi anh Cầu được không? Gì
ai sẽ là người thay thận cho ba vậy? Theo em á, thì em thấy chị Phúc là hợp lý nhất. Tại vì chị là chị hai trong nhà, rồi phải có cái trách nhiệm là chăm sóc cho ba đúng không? Chị đang nuôi con nhỏ đó, cho nên là chị nghĩ là không có thích hợp đâu. Lộc nè, Lộc là thích hợp nhất nè. Em thấy vậy nó đúng á. Tại vì chị Lộc nè với ba hợp tính nhau lắm. Biết đâu sau cái đợt này thì tình cảm hai cha con lại còn tăng bự lên nữa sao? Mong. Chị hiến hai quả thận cho ba rồi chị chết cũng được nữa. Nhưng mà công ơn cha mẹ sinh thành, một mình ba gà trống nuôi con, nuôi hết nguyên một bầy vịt lớn từng ngày tuổi rồi. Vậy mà lúc hoạn nạn thì đùn đẩy trách nhiệm cho nhau là sao? Ở đây ai hư nhất á thì xung phong đi. Em nghĩ con Toàn nó thích hợp nhất á. Tại vì chị biết sao không, con Toàn á trong nhà ba cũng thương nó nhất luôn á. Mà nếu nó hiến thận cho ba hả thì sẽ tạo ra cái mối kháng khích nó bền chặt hơn, nó thích hợp hơn á chị. Ha Toàn ha. chị nói đúng ghê luôn á. Em rất là muốn hiến thận cho ba, nhưng mà chị biết sao, sắp tới em phải có đồ án chung với lớp rồi. Bởi vậy sao hiến thận được chị hiểu không? Em cũng khổ tâm lắm chứ. Thôi đi. Ba, ba không có cần thận của đứa nào hết á. Đáng lẽ đó là ba nghe lời tụi con, ba trị bệnh. Nhưng mà không ngờ tụi con á đùn đẩy trách nhiệm cho nhau như vậy. Thôi khỏi đi, ba không có trị gì hết á. Để ba chết đi, chết sớm tốt. Ba giận tụi con nữa. Ba đừng giận tụi con nữa ba. Ba, không phải tụi con đùn đẩy trách nhiệm đâu ba ơi. Tại vì mọi chuyện đến gấp quá à, bởi vậy tụi con không có xoay sở kịp. Ba, con sẽ cho ba thận nha. Không được. Ba, con sẽ cho ba thận. Không được. Ba lấy thận con đi, thận con non nhất, xài được nhất. Mới có 16 tuổi à, thận còn quá non. Ba, dẹp cái thận mày vô, chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp rồi, nhiều chuyện nữa. Ba lấy thận con đi, mặc dù thận của con á hơi già hơn mấy đứa này chút nhưng mà chạy cũng được lắm ba. Hai ba, được cái gì ba? Không có gì em mới được, chị biết cái gì mới được. Sợ đi đó. Thôi được rồi, ba chịu thua mấy đứa đó. Vậy là tốt rồi, bây giờ tụi con sẽ đi làm xét nghiệm, coi thận đứa nào thích hợp nhất là sẽ làm phẫu thuật thay thận cho ba. Dạ. Đi cho ba. Cái gì vậy? Em tập diễn mà em. Không có giỡn. Đi xét nghiệm. Đi. Ba đâu? Đây nè. Đi chứ đâu. Ủa ba. Quên. Đi đi ba. Đi. Đi 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 đi. Nội, có thiệt là nội không còn tiền nữa không nội? Trời đất ơi, nội nói xạo tụi bay làm gì? Bao nhiêu năm bán bún á, tiền bao nhiêu á nội đưa cho ba bây giờ tất hết trơn, nội có chữ làm chi? Chắc chắn là đang giữ tiền. Ai giữ? Nhiều chuyện, ra bán bún đi. Thì ba chứ ai. Mày nghĩ thử coi nha, cả nhà mình nghĩ đi. Ba bán bún bao nhiêu năm nay mà chẳng lẽ không dư đồng bạc nào hết, đúng không?
quan trọng bây giờ phải tìm cách nào để moi tiền cho được. Thôi đi, biết ba để dành được nhiều, nhiều khi có mấy triệu đồng rồi làm sao. Đừng có trông mong như số tiền đó, tụi mình lo nghĩ cách kiếm tiền đi. Cách gì đâu, em á thì lỡ em có ấn lương thì ấn được vài triệu à. Xin chào cả nhà. Nói. Có chuyện gì vậy? Mọi người có chuyện gì vậy? Không lẽ bắt cậu chết rồi hả? Bắt cậu anh ơi chết! Anh ơi chết! Đi về! Đi về! Tại mọi người không nói cho nên sao anh đâu biết gì đâu. Anh khùng hả? Mà có chuyện gì vậy? Anh biết để làm gì? Anh có giúp được gì không? Lộc nói đi, Sơn giúp cho. Muốn giúp hả? Có tiền không? Cho tôi mượn đi. Tiền hả? Có hỏi là có, cười rồi. Có nổi. Ủa? Chú Ba. Trời ơi, mừng quá. Hôm nay chú Ba, chú Ba đến mở hàng cho con hả? Chắc là hôm nay bán đắt lắm luôn á. Chú Ba ăn gì con làm luôn cho nè. Rồi rồi, để chú Ba tìm cái coi. Tìm gì, tìm gì chú? Nè, chú Ba tìm gì con lấy cho. Cái bảng luôn. Bảng hả? À, đây 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 đây. Đây các món đây. Đó, cái này dễ nhìn nhất luôn nè. Đó chú Ba lựa đi, ăn món nào cũng được hết trơn á. Cái này là tô này tao biết rồi mà có cái bảng. Bảng gì? Khổ ghê vậy đó. Bảng gì? Cái bảng. Bảng gì? Đúng rồi. Cái bảng. Cơm tắm, đúng rồi, cơm tắm bữa tao nhớ mình có cái cơm tắm, còn cái mấy cái này thì tao. Chú Ba con nói chú Ba nghe nè, hôm nay con bán bún bò chứ không phải là cơm tắm, làm sao mà có bản cơm tắm được. Nhưng mà bây giờ chú Ba ăn cái gì? Chú Ba ăn cái gì? Ăn bún bò nghe. Con lấy bún bò nghe. Bò gì bò, má con mày biết chú Ba mày răng giả mà bên đây đâu răng làm sao gặm xương được. Bên đây chú Ba ăn cơm sườn. Ủa cơm sườn cũng có xương mà. Sườn chứ mà sườn bì chả nó mềm á, chú Ba ăn được. Trời đất ơi, vậy bây giờ làm sao? Bây giờ chú Ba muốn ăn cơm tấm hay là ăn bún bò? Nếu mà cơm tấm á thì đi ra ngoài, còn bún bò thì ở đây nha. Bây giờ chú muốn ăn cái gì? Chú Ba ăn cơm tấm. Cơm tấm thì đi ra qua bên kia đi tìm cơm tấm đi, tự nhiên cứ đứng đây tìm cái bảng chi vậy trời. Thì chú Ba đi ăn cơm tấm mà mày má con mày cứ hôi hết chú Ba hoài. Hôi hói cái gì, sáng sớm chưa bán được cho ai, vô tìm cơm tấm làm sao trời. Không có cơm tấm này, chú Ba đi à. Tao đi ăn bún riêu à. Mày cứ kêu chú Ba mày cứ chửi chú Ba hoài, kỳ. Kỳ cái gì mà kỳ? Trời đất ơi, sáng sớm người ta vậy đó, đi vô quậy cửa hàng nhà ta vậy đó hả? Kỳ vậy ta. Cái ông nội này á, mọi khi thích ăn bún bò lắm mà sao tự nhiên bữa nay ăn cơm tấm là sao trời? Thì ông thích ăn bún bò, nhưng mà là bún bò Ngũ Long Công Chúa. Hôm nay bà đóng cửa rồi cho nên ông ăn cơm tấm. Bởi vậy thằng cha này bị điên rồi. Trời đất ơi, thì bây giờ ở bển nó đóng cửa thì qua bên này ăn đi. Coi như là dứt khoát không chịu ăn bên này đó hả? Còn con nữa, buôn bán mà cái mặt chù ụ vậy là một đống vậy đó hả? Sao ai đi vô đây mà ăn? Mệt ghê vậy đó. Sao vậy? Làm gì vậy? Má cho con mượn 10 triệu đi. 10 triệu? Gì vậy? Con mượn làm gì? Tự nhiên cái mượn 10 triệu làm sao? Hả? Con lấy 10 triệu ra làm gì hả? Đừng nói với má là con đi chích xì ke nha. Má nghĩ gì kỳ vậy? Chứ con lấy 10 triệu làm cái gì? Con mượn 10 triệu cho ba Lộc chữa bệnh mà. Trời đất ơi. Trời, cái thằng này mày bị điên hả? Tự nhiên cái lấy tiền của má rồi đi chữa cho kẻ thù của má làm sao? Kẻ thù gì chứ, giờ không lẽ má thấy chết má không cứu hả? Không. Má cứu ai má cứu nha. Nhưng mà trừ cái thằng cha này là má không bao giờ má cứu. Trời ơi, con bị điên hay sao vậy trời? Con tỉnh lại đi, con thông minh một chút đi. Bây giờ cứu thằng Trả, thằng Trả khỏe lại, cái thằng Trả mở lại cái quán bún bò bên đó là mình không bán được, hiểu không? Chứ giờ quán mà đóng cửa đó, khách có sang quán mình đâu. Từ từ người ta qua, riết rồi người ta thèm bún bò quá. Con nghĩ đi, nguyên cái đoạn đường này không có quán nào, chỉ có quán nhà mình thôi, người ta thèm quá người ta phải vô đấy thôi. Má cho con mượn. Không có cho mượn, má nói rồi. Không. Nhà má không cho con mượn phải không? Không.
má trả tiền con đi. Tiền gì? Thì tiền công con làm cho má đó từ trước giờ đó. Là sao? Thì nè, một ngày con làm cho má là 50 ngàn, đúng không? Vậy là một năm là 1 năm 12 tháng, hơn 18 triệu á, má trả con đi. Chưa tính tiền thưởng Tết nữa nè. Trời đất ơi. Nè, bữa nay con đòi tiền lương với má nữa đó hả? Thôi được rồi, bây giờ á, má tính vậy nè. Con cũng trả tiền cho má đi. Tiền công á, má nuôi con từ nhỏ tới lớn tới giờ đó. Để má tính sơ sơ coi một ngày á, là 3 bữa ăn đúng không? 3 bữa ăn mà mỗi bữa 20 ngàn. Rồi á, một tháng á, là 4 cái bình sữa, mà mỗi bình như vậy á, là 200 ngàn. Rồi mỗi lần mà con bệnh á, là má mua thuốc cho con. Mà mỗi lần mua vậy tính bình quân đi, là cứ một tháng là 100 ngàn. Đó, con tính ra đi. Mà 20 mấy năm rồi nghe con tính là con nhân ra con bao nhiêu tiền con trả cho má, nghe không? Rồi, chưa hết đâu. Bây giờ á, má nhớ rồi, hồi đó là má mua cho con một cái xe đạp 2 triệu. Xong rồi á, con lo đi chơi, con lơi là, con làm mất. Con về con đòi má mua thêm một chiếc y chang như vậy nữa, 2 triệu nữa. Tính ra là 4 triệu. Bây giờ con tính đi con trả lại cho má. Má khỏi tính, coi như là con không có nói gì ha. Mình quậy đi. Thôi, má khỏi tính mà nha. Thôi quậy đi nha má. Tính hả? Tính với má hả? Không có dễ đâu con. Anh có thể cho tôi mượn 80 triệu được không? Xin lỗi ạ. 80 triệu hả? Em làm gì mà cần tiền nhiều như vậy? Tại ba tôi bị suy thận. Tôi cần tiền để ghép thận cho ba tôi. Cái gì? Ba bị suy thận? Chị em tôi giờ không biết đào đâu ra số tiền đó nữa. Cho nên chỉ có trông cậy vào anh thôi à. Anh tuổi giống gì vậy? Bộ gia cảnh nhà tôi vậy anh vui lắm không? Không không, thật ra là anh không. Anh không cho tôi mượn đúng không? Tôi biết mà, con người của anh á, ích kỷ bạc bẽo vô tình vô lương tâm độc ác. Anh sẽ giúp em mà. Thiệt hả? Trời, trời ơi, em nói thiệt là trên đời này em chưa có thấy người đàn ông nào tốt bụng, dễ thương và nhân từ như anh hết trơn á. Sao lẹ quá vậy? Anh cho em mượn tiền thiệt phải không? À, cảm ơn anh. Em ngồi đây chờ anh nha, để anh đi về nhà anh lấy. Dạ. Ba ơi là ba, làm sao ăn nói với Phúc đây? Không được, mình là trụ cột trong nhà mà. Phải bản lĩnh lên. Mạnh ơi, mày phải mạnh lên. Ôi, làm sao bây giờ đây? Nấu thì sao ta? Mạnh à? Dạ. Để tiền ăn sáng nè con. Cơ hội đến rồi. Dạ tớ ba. À. Dạ ba kêu con. À. Dạ. Đây nè. Đây là tiền ăn sáng. Còn này là tiền ăn cơm trưa với cơm tối ha. Còn này là cho con thêm 20 ngàn nè. Con muốn xài gì xài, cà phê, thuốc lá gì đó, làm gì làm ha. Rồi vậy đi. Ba. Chuyện gì?
con có cái này muốn nói với ba. Ba có thể nào ba vui lòng ba rộng lượng cái ba mở lại tài khoản cho con không? Mở thêm tài khoản cho con. Dạ. Mở trở lại tài khoản. Mà mở trở lại tài khoản cho con chứ phải mở trở lại. Dạ, mở trở lại thôi. Để làm cái gì? Dạ không giấu gì ba là con đang cần tiền. Con đang cần tiền. Dạ. Chị cũng cần bao nhiêu? Ít lắm ơi, chỉ có 80 triệu thôi à. Cái gì? Dạ. 80 triệu? Đúng rồi, quá ít đúng không ba? Không được. Dứt khoát không được, cho dù có bất cứ lý do gì không bao giờ được. Nghe rõ chưa? 80 triệu là con số quá lớn. Ba. Cái gì nữa? Anh 50 thôi cũng được. Không được. Vậy đi. Ba ơi. Cái gì nữa đây? 40. Ba nói là không được. Con nghe rõ lời ba nói chưa? Vậy chứ giận nhiều ba mới cho con được. 80 ngàn. 80 ngàn. Trời ơi ba ơi, không đủ cửa cà phê của con nữa. Trời ơi. Anh cũng tới rồi. Anh đúng là một vị cứu tinh, một vị siêu anh hùng, một thiên thần hộ vệ cho cả gia đình nhà em. Cảm ơn anh. Tiền đâu? Khen anh quá. Ba anh cho anh có nhiêu đây? 90 ngàn. 90 ngàn thì làm được cái gì? Tại sao anh kỳ cục vậy? Anh hứa cho tôi mượn tiền mà anh không cho tôi mượn. Nhà anh giàu quá mà sao thích kỹ vậy? Vô tình vô lương tâm bạc bẽo đầu bạc. 90 ngàn hả? Tao đòi 50 đó này. Vậy muốn bắt ba xuống đỏ đi.